You should use very small a knife, but not for cutting. Đây tác phong ở Hà Nội làm ăn nhanh lắm. Chứ không kiểu ăn dề già như ở miền Trung được. Bye bye brother. Right. Okay, can I help you? Thank you. Ăn xong rồi mọi người. Bây giờ đến lúc mình xử lý nhanh quả này, mình còn đi làm nữa. Mình sẽ đi làm, sau đó mình quay về sau. Are you ready for that? Julian? Okay, I'm going to separate it and feed you. Đây là cái quả sầu riêng của mình đây. You know how to open durian? I did it once. I think I just cut it open. No, we don't cut it. You should use very small a knife, but not for cutting. Here you have find out the. I want to show you the technique how to recognize it. The first time you have to lay the knife here. Put in the here. You know why? They want the, you can see that there's a brain. Here you. Okay, then. Just follow that in here. The beginning, you have to pay on this. Make a little hole like that. You will see some tray here. Straight here. It's the break. By the then you use the hand. You see, separate. Not cutting. Này nó hơi bị hơi xanh xanh nhưng mà nó chín thơm lắm à. You see. Yeah. You don't have to use this right. Separate it. Oh, chef fry. Don't eat it now. Yeah, good. How can you say that? Quả này mùi tương đối đều, không to lắm nhưng mà. Mình không biết có bị chín quá không? Chưa đến. This is the way they eat the durian. Wow, look at this. This one is more giant. Oh, I like it. Wow. Good? Yeah, just right enough. Did you taste that? Yeah. Really? You can taste this plate, it looks more yummy. No, no, it's good. It's one of my favorite food. I like to eat. This one is not so strong. You taste it. You see? It's fat. Good. Very good. This one is not the best one. But even more yummy. Larry can eat them. I think you can eat them. Right. It's less stronger than the other. No, quả này không ngon lắm. This one is the best one of Vietnam. The best one is more, it's giant. More yellow, more fat, more juice. How can I say it? Like you use the butter melt in your mouth. Butter melting in your mouth. Okay, I will try it. Did you eat all of it already? Let ông chồng mình ăn này. This one is not so strong. You can't eat them. That's how it is. Anh Aaron dễ ăn thật. Chầu gì cũng chơi à. Caramelized onion. Onion? To me, I didn't see onion here. To me, it tastes like cooked onions. Cooked onions? Sauteed onions, you know. Yeah, but I don't taste that. It's different flavor. Hôm nay là bữa ăn cuối cùng tối tại Việt Nam rồi đây. Nothing. I'm speaking the camera. Mình muốn cho anh ăn món phở Hà Nội như nào? Chicken soup. It's the traditional of Hanoi. Yeah, for you. Chicken noodle soup. Yeah. Chicken noodle soup. Chicken noodle soup for a guy. A little different, but same.
You should use a spoon to avoid the seed. That's right. And the white bitter. Yeah, yeah. Remember that. Here they serve within 1 minute, 2 minutes. Đây tác phong ở Hà Nội làm ăn nhanh lắm, chứ không kiểu ăn dề dà như ở miền Trung được. Mọi người đấy làm nó cứ dề dà kiểu gì ấy, cái đây mà thế thì cách nó mắng chết. Ok đấy, chili, the other ingredient you want. I think a little more. Let it be the zone. Yes, right. Try it first before you Khi mình làm video nói về phở Hà Nội thì có một khán giả bảo rằng phở Hà Nội có nguồn gốc từ Nam Định, thì mình bảo đúng rồi. Nhưng mà khi một món ăn du nhập từ vùng biển này qua vùng biển khác, nó sẽ được người dân bản địa nơi đấy biến tấu và làm hương vị của nó phù hợp với người dân ở nơi đó. Cho nên phở Hà Nội sẽ có những cái nét đặc trưng riêng. Cái này thì mình không dám bàn sâu bởi mình không phải là một nhà ẩm thực, nhưng mình chắc chắn là khẩu vị của người Hà Nội khá là kỹ tính để ăn ngon và thu hút nhiều khách đến thường xuyên, và quán tồn tại được lâu năm thì chắc chắn hương vị phải ngon, phải có một cái sức hút riêng thì mới giữ được chân khách. Còn nếu mà bán quán bình thường mà không có một bí quyết riêng gì đấy thì chắc chắn là sẽ không có khách lâu dài nha. Và đây là bữa ăn cuối cùng ở tại Việt Nam dành cho anh Aaron, cho nên mình cũng muốn anh ấy thưởng thức nốt đồ ăn ngon, phở thật sự ở Việt Nam ăn sẽ như thế nào. Đó sẽ là bánh phở tươi chứ không phải bánh phở khô. Chắn là cái nước dùng và những cái gia giảm ở cái nồi nước phở ở Việt Nam sẽ đầy đủ hơn nhiều và có vị ngọt riêng. Có một điều nữa mình muốn chia sẻ là trước đây mẹ mình cũng là người từng bán phở. Một trong những bí quyết mà mẹ mình học được của những cô bác cũng từng kinh doanh phở thì nói rằng là cho thêm con xá sùng, có nghĩa là một loại dương biển, và trong bát phở thì ăn sẽ ngọt và ngon tự nhiên hơn là dùng nhiều các cái loại hạt nêm gia giảm như bây giờ. Vì vậy, cái người nấu phở lâu năm thì chắc chắn là họ đã cho thêm cái gia giảm này. Và cũng chỉ vì mình lỡ nói câu đấy, sau này khi mà gặp anh ở Mỹ thì anh ấy luôn bảo rằng anh sẽ không ăn phở ở bên Mỹ nữa, bởi vì chắc chắn là bên đấy người ta sẽ không có được gia vị như khi ăn ở Việt Nam. Món cuối cùng mời anh Aaron, đấy là quả dừa. Mấy hôm trước ăn uống dừa ở miền Trung không ngon lắm. Hôm nay là quyết tâm cho ăn dừa đây. Và trước khi cho anh ra sân bay thì mình cho ăn thêm cái bảo bánh mì kiểu Hải Phòng này nữa. Nhưng mà đây là phong cách nó cũng hơi lai Hà Nội rồi, bởi vì họ làm bánh to 5.000 một cái cơ chứ không phải 1-2.000. Cho anh ăn, nó căng thì thôi. Đảm bảo là không no thì không được về rời khỏi Việt Nam. Mình đi que đây rồi, bây giờ mời hai anh ăn. Thôi lắm rồi, lò luôn. How many stick you want? One or one? One? Two, okay. Okay, enjoy. Okay. Okay, let me share. The gift for you. It's hot, be careful. It's a high phone style. Look, Larry. Sống ở Việt Nam không phải ai cũng gầy đâu nhá. Chồng mình tăng lên 10 cân rồi đấy. Rồi, video dừng ở đây nha mọi người. Đến lúc đi rồi. Mình đang đi cùng anh Aaron ra đầu ngõ để tiễn. Bởi vì lái xe có số của mình thôi, chứ gọi cho anh Aaron thì cũng không giải quyết vấn đề gì cả. Chắc chắn căn dặn một chút về lái xe để cho họ đưa anh đi đến nơi, đến chốn. Đây, xe màu đỏ đến rất là đúng giờ. Anh cho lên ga quốc tế nhá. Ok, you say goodbye. Goodbye, brother. Goodbye, brother. All right. Ok, can I have you? To meet you? Thank you. Thank you. Great trip, thank you. Ok, we'll see you next time. See you. Anh ấy sẽ trả tiền nhá.
Okay. Goodbye. Kết thúc chuyến đi rồi. Video kết thúc hành trình của anh Aaron tại Việt Nam và cũng kết thúc chuyến đi của tụi mình luôn. Vacation is over. Come back to work. Vacation is over. Back to work. Let's go home.